Xin chào các bạn, hôm nay mình vào bếp để làm món bánh gấc. Bánh gấc hôm nay là bánh mặn, có nhân là đậu xanh, tôm và lạp xưởng. Bánh có hình hoa, nhụy vàng nổi bật giữa màu đỏ của gấc, nhìn rất là xinh xinh phải không các bạn? Hôm nay mình dùng các loại bột này, nhưng các bạn có thể dùng loại bột hiệu nào cũng được nhé. Mình sẽ pha bột nếp với một chút bột gạo để làm vỏ bánh dai mà không bị chảy xệ. Mình sẽ dùng 280g bột nếp cộng với 20g bột gạo, như vậy tổng lượng là 300g bột. Về phần gấc thì ở đây người ta bán gấc đông lạnh như thế này. Hộp này là sản phẩm từ Việt Nam, có trọng lượng là 170g. Về phần nhân mình dùng 150g đậu xanh khô, rửa nhiều nước cho sạch và ngâm nở. 150g tôm đông lạnh đã làm sạch sẽ. Hai cây lạp xưởng này chừng 80g và hành khô để phi thơm. Thường gấc đóng hộp là hỗn hợp sền sệt, nhưng hộp này thì có các hạt gấc như thế này, như vậy mình phải gỡ các hạt ra các bạn ạ. Sau khi lấy hạt ra, chúng ta chỉ có chừng này và một đống hạt như thế này. Nhiều hạt thì mất công gỡ một chút, nhưng tốt vì chứng tỏ là gấc nguyên chất các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho vào bột 100ml nước sôi. Cho vào gấc 3 muỗng canh nước sôi, khuấy đều rồi cho vào bột, rồi nhồi bột cho đều. Lượng nước và lượng gấc xấp xỉ bằng lượng bột. Nếu bột nhão thì thêm từ từ chút bột nếp, nếu bột khô thì cho thêm từ từ chút nước. Nhồi cho đến khi bột không dính tay và thành một khối vo tròn thành viên bột như thế này. Chúng ta đậy bột và ủ 30 phút cho bột nở. Lấy một cái chảo nhỏ cho nước vào để luộc lạp xưởng. Luộc chừng 10 phút thì lạp xưởng nở ra như thế này, thì đổ nước còn lại đi, chúng ta sẽ đem chiên cho thơm lạp xưởng. Khi lạp xưởng hơi vàng thì gấp ra để nguội rồi thái hạt lựu nhỏ. Tiếp đến chúng ta băm nhỏ hành và cũng cắt tôm thành hạt lựu. Cho tôm vào bát, ướp vào 1/2 hành băm nhỏ, 1/2 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, tức là 2 cái muỗng xanh này, 1/4 muỗng cà phê tiêu, 1/4 muỗng cà phê muối cho đậm đà. Trộn đều rồi ướp tôm khoảng 10 phút cho thấm gia vị, sau đó chúng ta sẽ xào tôm. Cho vào chảo một chút dầu và phần hành còn lại phi thơm, rồi cho tôm vào xào cho thấm gia vị. Khi tôm chín và ngấm đều gia vị thì cho lạp xưởng vào trộn đều, xong lấy ra để nguội. Tiếp đến chúng ta nấu đậu xanh. Cho nước vào nồi, xâm xấp mặt đậu. Cho 1/4 muỗng cà phê muối, rồi đậy nắp, nấu cho đến khi sôi. Khi đậu có bọt thì hớt bọt cho sạch. Khi nước gần cạn đến mặt đậu thì để lửa thật nhỏ và tiếp tục nấu cho đến khi đậu mềm. Khi đậu đã mềm thì tán đậu cho nhuyễn. Tiếp đến chúng ta xên đậu cho sệt lại, cho đậu vào chảo và thêm vào 1 muỗng canh dầu ăn. Để cho đậu xanh có vị đậm đà hơn, chúng ta thêm 1/2 muỗng cà phê hạt nêm chay và 1/2 muỗng cà phê đường. Chúng ta để lửa nhỏ và xên đậu cho đến khi đậu không còn dính ở cây khuấy. Sau khi đảo chừng 10 phút thì đậu không còn dính ở cái cây trộn và sệt lại thành khối như thế này là được rồi. Để đậu xanh nguội một chút thì cho tôm và lạp xưởng vào trộn đều.
Bây giờ chúng ta vo tròn 10 viên nhỏ, cỡ như viên bi để làm nhân hoa. Phần còn lại thì chia đều thành 10 phần cho 10 viên nhân. Rồi nắng nhân thành như quả trứng gà, xăm bọc lại cho nhân khỏi khô. Chúng ta chuẩn bị 10 miếng giấy nướng bánh vuông khoảng 10 x 10cm để lót cho mỗi bánh. Quay trở lại bột bánh, chúng ta chia đều khối bột thành 10 phần và vo tròn. Đậy bột lại cho khỏi khô. Xong chúng ta bắt đầu tạo hình bánh các bạn nhé. Nắng dẹp viên bột ra, cho vào giữa một viên nhân và bọc lại. Chúng ta nắng thành hình bầu dục như quả trứng gà, có chút bột nhô lên ở đầu. Đặt lên giấy lót bánh, chúng ta dùng kéo cắt cái chóp bột thành 4 cánh hoa. Rồi cho một viên đậu bi vào giữa và ép nhẹ ở dưới cánh hoa một chút để ôm lấy viên đậu bi. Lần lượt làm như thế cho đến hết các bạn nhé. Bây giờ chúng ta đem hấp, khi nước sôi thì cho bánh vào hấp ở lửa trung bình khoảng 10 phút cho chín lớp bột. Ở đây mình dùng khăn vải bọc nắp để nước thấm vào bánh, các bạn nhớ để ý xả nước để nước thấm vào bánh các bạn nhé. Ta-da, đây là thành quả của ngày hôm nay. Bánh có vị rất vừa ăn, do có lạp xưởng và đậu xanh nên nhân có vị bao béo, vỏ bánh mỏng, dẻo và mềm, không quá dai, ăn không ngán mà bắt mắt nữa các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn các bạn lần sau.